Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thanh Huyền. Còn tôi là Lưu Phước. Hôm nay ngày 3 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý trong 30 phút sắp tới như sau. Tiết lộ bản thảo viết tay bằng tiếng Việt của Lưu Quang Vũ và những câu chuyện chưa từng được kể. Đây cũng là bài thơ khiến đề thi môn ngữ văn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia bị cho là sai sót. Số tiền nhàn rỗi của các gia đình đang quá lớn, làm phát sinh nhiều nguy cơ như là trộm cắp, tín dụng đen, cá độ, tham gia đa cấp. Và chuyện tối nay sẽ cùng bàn về chủ đề, có tiền nhàn rỗi thì nên cất giữ ở đâu? Mỹ phát hiện một lượng lớn bất thường virus ăn não trong nguồn nước ở công viên. Đề thi môn ngữ văn của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay đang là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong hai ngày vừa qua, không chỉ bởi nghi vấn lộ đề mà còn bởi nhiều ý kiến cho rằng đã có sai sót trong quá trình ra đề. Mặc dù trong tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo khẳng định là đề thi không sai sót, nhưng rất nhiều giáo viên và những người yêu văn học, thậm chí cả một số nhà văn, nhà thơ thì vẫn cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhầm lẫn. Bởi theo họ thì câu thơ chính xác trong bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ phải là ôi tiếng Việt như đất cày như lụa, chứ không phải là ôi tiếng Việt như bùn và như lụa. Nhưng có lẽ những tranh cãi này sẽ chấm dứt ở đây khi mà em gái của tác giả Lưu Quang Vũ vừa tiết lộ bản thảo viết tay của bài thơ này. Trả lời báo điện tử Dân Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Khánh Thơ là em gái tác giả Lưu Quang Vũ, cũng là người đã biên soạn nhiều tập thơ, kịch của Lưu Quang Vũ và chính là người đang lưu giữ bản thảo viết tay của ông, khẳng định là đề thi văn không hề sai. Trong bản gốc, Lưu Quang Vũ có viết, ôi tiếng Việt như bùn và như lụa. Tuy nhiên, để được tòa soạn chọn in thì tác giả đã phải đổi thành ôi tiếng Việt như đất cày như lụa, dù theo phó giáo sư Thơ, ông không muốn như vậy. Vì vậy, hiện vẫn còn tồn tại những bản thảo thơ có một số chỗ dùng từ khác nhau. Cũng theo phó giáo sư Thơ thì nhiều người đọc chữ bùn thì thường liên tưởng tới hôi tanh mùi bùn, nhưng với quan niệm của Lưu Quang Vũ, bùn cũng là một thứ phù sa. Từ lớp phù sa ấy đã sinh ra bao nhiêu thứ có ích, ngay cả loài hoa cao quý và tinh khiết là hoa sen cũng mọc lên từ bùn, cũng như tiếng Việt là linh hồn của dân tộc Việt Nam. Trước đó vào tối qua, sau khi xem xét, thì Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia khẳng định trích đoạn thơ trong bài Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ được hội đồng ra đề trích dẫn từ cuốn Thơ Việt Nam 1945-1985, sách được xuất bản trong thời gian nhà thơ Lưu Quang Vũ còn sống nên không có chuyện đề thi sai sót. Cá nhân tôi thì cho rằng là bùn không phải luôn luôn mang nghĩa là bẩn và ô nhiễm. Trong bài thơ Tiếng Việt thì theo tôi chữ bùn được Lưu Quang Vũ dùng được hiểu là mộc mạc, là chân chất, đối lập với lụa là mềm mại, nuột nà. Nghĩa là tác giả ca ngợi sự phong phú, đa dạng trong thể hiện của tiếng Việt. Đặc biệt là ai đã từng cầm một nắm bùn ở trên tay hoặc là khi làm ruộng thì sờ thử vào bùn sẽ cảm nhận thấy được sự trơn tru mềm mại của bùn. Còn đất cày thì có lẽ là không thể lột tả được ý mềm mại đó của tiếng Việt trong thơ của Lưu Quang Vũ. Vâng, và bùn gắn liền với những mảnh ruộng của nền văn minh lúa nước, gắn liền với những người nông dân cần cù, chịu thương và chịu khó. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết bài Việt Nam quê hương ta thì có câu là gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. Nhà thơ Tố Hữu viết bài Bầm ơi có câu là chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non. Với người Việt Nam, đặc biệt là người nông dân thì bùn là thứ rất là thân thương gần gũi, chứ không hoàn toàn chỉ có nghĩa là rẻ rúng hay là bẩn thỉu. Và trên một diễn đàn thì có một ý kiến được cho là của một bác nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Bác có nói rằng là bác rất khoái câu ôi tiếng Việt như bùn và như lụa của Lưu Quang Vũ. Và bác nông dân này còn ví cách ví von ấy của Lưu Quang Vũ là một cái điều gì đó rất hào sảng. Ba nữ sinh viên của trường đại học Ngoại thương bị lũ cuốn khi tham gia tình nguyện tại địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã được tìm thấy vào đêm qua. Hôm nay thi thể của các em đã được bàn giao cho các gia đình. Sau sự việc đau lòng này, trường đại học Ngoại thương cũng quyết định dừng toàn bộ hoạt động tình nguyện của trường tại các địa phương. Thi thể của ba nữ sinh được phát hiện vào khoảng 3 giờ sáng nay trên địa bàn huyện Bình Liêu. Các nạn nhân được xác định là em Vũ Thị Xoa, sinh năm 1996, quê ở Hải Dương, Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1997, quê ở Nghệ An, và em Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997, quê ở Hà Nội. Các em là sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Triệu, bí thư đoàn Trường Đại học Ngoại thương,
Tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều qua mùng 2 tháng 7 khi các sinh viên hoàn tất công việc và trở về qua con suối gần đập tràn Bắc Hóc thuộc huyện Bình Liêu. Bốn nữ sinh tình nguyện không may bị trượt chân và bị dòng nước lũ cuốn trôi. Một nam sinh viên tình nguyện đang tắm gần đó đã nhảy xuống và cứu được một nạn nhân. Ba em còn lại bị nước cuốn mất tích. Phải khẳng định là hoạt động tình nguyện tại Việt Nam với sự góp sức của hàng nghìn sinh viên những năm qua thì đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Với bản thân các sinh viên thì hoạt động tình nguyện cũng mang lại cho các em những trải nghiệm quý báu mà ít trường lớp nào có thể dạy được. Tuy nhiên sau vụ tai nạn như vừa rồi thì xung quanh các chương trình tình nguyện, đặc biệt là tình nguyện hè vẫn còn rất nhiều điều phải bàn, từ việc tổ chức cho đến các nội dung và hoạt động tại các địa phương. Vâng, đúng vậy, hoạt động tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa. Vì thế tôi tin là nó sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Sau sự cố này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cũng lưu ý các đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện khi hoạt động cần phải phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên địa phương. Đi lại thì cần có người hướng dẫn, dẫn đường để hoạt động được an toàn, hiệu quả hơn, nhất là các khu vực có địa hình phức tạp. Đồng thời thì các đơn vị, trường học, tổ chức hoạt động tình nguyện cần phải tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng để đảm bảo an toàn cho thanh niên tình nguyện. Thông tin thêm về việc MC diễn viên Trấn Thành được cho là bị trục xuất khỏi Mỹ. Dù hôm qua Trấn Thành đã tự quay clip giải thích lý do không được nhập cảnh và clip này thì được đăng trên trang cá nhân của ông bầu Dũng Taylor là chồng của ca sĩ Thu Phương. Nhưng mà nhiều người cho rằng là Trấn Thành đã không nói đúng sự thật vì hình ảnh visa mà anh chia sẻ thì cho thấy là thời hạn là tháng 11 năm 2016 nên việc Trấn Thành nói visa hết hạn là không thuyết phục. Trước nghi ngờ này thì Trấn Thành lại một lần nữa đăng clip giải thích trên trang cá nhân ngay sau khi anh về đến Việt Nam. Đoạn clip được Trấn Thành đăng trên trang cá nhân vào khoảng đêm qua đi kèm với lời khẳng định đây là lý do chính thức và duy nhất về việc anh bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và không phải là anh bị trục xuất. Trấn Thành cho biết anh có hai visa, một visa của Trung tâm Thúy Nga làm cho anh và hiện vẫn còn thời hạn, visa còn lại do bầu show Liên Nguyễn làm cho anh để phục vụ cho chuyến đi diễn lần này. Và vì thế anh phải xuất trình visa thứ hai, nhưng trong clip trước đó thì do anh vội vàng thực hiện tại sân bay Houston sau khi đã bị giữ tại nơi dành cho người di trú có vấn đề suốt 24 tiếng đồng hồ và không được sử dụng điện thoại, nên anh đã bất cẩn chia sẻ nhầm hình ảnh của visa do Trung tâm Thúy Nga làm cho anh. Và chính điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Trấn Thành đã nói dối. Trấn Thành cũng giải thích thêm, trước đây anh đã từng được phía bầu show Liên Nguyễn làm visa để tham gia trình biểu diễn tại Mỹ và lần nào thì anh cũng làm visa có thời hạn 1 năm. Nhưng với visa lần này cũng là cùng thời hạn là 1 năm từ 2015 đến 2016 nhưng lại có thêm một dòng chữ nhỏ ở bên dưới thể hiện visa hết hạn luôn trong năm 2015. Và vì đây là điều quá khác thường nên Trấn Thành đã không kiểm tra kỹ trước khi rời Việt Nam, do đó thì khi đến Mỹ anh đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Tối qua tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình, Sơn Tùng MTP và rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác như Văn Mai Hương, nhóm Phúc Bồ, Hà Lê, Opelus, Đông Hùng đã được gia đình nhạc sĩ An Thuyên mời trình diễn trong đêm kỷ niệm một năm ngày mất của ông. Điều đáng nói là rất nhiều trong số này chưa lần nào thể hiện ca khúc của cố nhạc sĩ. Nhưng những gì mà Sơn Tùng MTP thể hiện vào tối qua đã xóa tan nghi vấn giọng ca đến từ Thái Bình sẽ làm hỏng nhạc An Thuyên. Không gian biểu diễn của đêm nhạc trăng là khoảng sân chùa trải dài trước điện Tam Thế, trong khuôn viên của Bái Đính Tân Tự. Bậc thềm rộng là sàn diễn, cửa điện và vòm mái cong thành hậu cảnh. Là cái tên gây chú ý khi được mời tham gia đêm nhạc, Sơn Tùng trình diễn một bài duy nhất là Chín Bậc Tình Yêu. Ca khúc có không gian của vùng cao phía Bắc, cụ thể ở đây là màu sắc văn hóa dân tộc Tây, được chàng ca sĩ của Thái Bình mồ hôi rơi, thể hiện theo phong cách pop trẻ trung hiện đại. Đây là lần đầu tiên khán giả thấy một Sơn Tùng trên sân khấu trưởng thành với giọng hát khỏe và giàu tình cảm. Sự thể hiện được cho là mới mẻ so với cách biểu diễn trước, nhưng không xa lạ mà rất gần gũi và tình cảm, đã giúp Sơn Tùng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả trong tiết mục này. Còn nhớ năm ngoái trong đêm nhạc Tan vào Hà Nội tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên thì Hồ Ngọc Hà cũng là một dấu hỏi của chương trình vì cô cũng chưa từng hát nhạc của cố nhạc sĩ. Tuy nhiên thì Hồ Ngọc Hà khi đó lại gây xúc động cho khán giả khi thể hiện ca khúc Chú Cuội Chơi Trăng. Và năm nay Hồ Ngọc Hà cũng tham gia đêm nhạc nhưng mà ẩn số thì lại nhường lại cho Sơn Tùng MTP. Nhưng đến lúc này thì hẳn vẫn còn nhiều khán giả băn khoăn là vì sao Sơn Tùng lại được mời tham gia đêm nhạc An Thuyên.
Vâng, lý do có thể là bởi vào thời điểm ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về của anh bị dư luận chỉ trích là đạo nhạc, thì cố nhạc sĩ An Thuyên đã lên tiếng để bênh vực bảo vệ Sơn Tùng. Nhạc sĩ An Thuyên khi đó đã rất vị tha khi nhận xét rằng Sơn Tùng còn quá trẻ, mới bước vào đời, nếu dư luận chụp cái mũ to tát là đạo nhạc sẽ là sự gập ghềnh cho tương lai của một người trẻ. Sự độ lượng của một nhạc sĩ, một người thầy tên tuổi đã góp phần thúc đẩy, tạo động lực để Sơn Tùng đứng dậy, vượt qua sóng gió và trở thành một trong những cái tên hot nhất trong showbiz Việt hiện nay. Tại Mỹ, những trường hợp tử vong mới đây do một loại amip ăn não người đã làm dấy lên mối lo sợ về loại sát thủ nhỏ bé nhưng mà vô cùng nguy hiểm này. Sự sợ hãi càng tăng cao sau khi giới chức y tế Mỹ tiến hành kiểm tra và phát hiện một lượng lớn loại amip ăn não tồn tại trong các mẫu nước được lấy từ công viên. Theo đó, thì tất cả 11 mẫu nước được các nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ lấy từ một công viên ở North Carolina đều có kết quả dương tính với loại amip ăn não có tên là Naegleria fowleri. Ngoài ra, một mẫu nước lấy từ bờ sông Catawba ở North Carolina cũng tồn tại loại sát thủ nguy hiểm này. Theo các nhà nghiên cứu, thì loại amip nguy hiểm này phát triển rất mạnh ở những môi trường nước ấm như là ao, hồ, sông và nó chỉ thực sự biến thành kẻ giết người nếu mỗi người dính loại nước nhiễm khuẩn. Và con đường tiêu diệt con người của loại vi khuẩn này thì là đi thẳng từ mũi lên não. Hiện các chuyên gia nghiên cứu cùng với giới chức địa phương ở Mỹ đang tìm cách để có thể giải quyết tình hình trước khi loại amip ăn não tiếp tục giết thêm những nạn nhân tiếp theo. Mới đây nhất vào ngày 19 tháng 6, một thiếu niên 18 tuổi ở Ohio đã qua đời vì loại amip ăn não sau khi trở về từ chuyến dã ngoại tới North Carolina. Không chỉ riêng ở Mỹ mà loại amip ăn não nguy hiểm này cũng đã từng khiến một thanh niên Việt Nam thiệt mạng vào năm 2012. Làm nghề bán đậu phộng dạo tại thành phố Hồ Chí Minh, vào giữa tháng 7 năm 2012, khi về quê dự đám cưới người thân, thì anh Hữu cùng bạn bè lặn bắt chai ở một cái ao nước lớn ở gần nhà. Trở lại Sài Gòn, ngày 30 tháng 7, anh Hữu lên cơn sốt, nhức đầu, tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Và sau khi nhập bệnh viện bệnh nhiệt đới điều trị, thì các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm soi dịch não tủy và phát hiện sự hiện diện của một loại amip. Đến ngày 23 giờ ngày 31 tháng 7, thì anh Hữu qua đời sau khi bị hôn mê sâu và đã ngừng tim nhiều lần. Vâng, và đây cũng được xác định là bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam chết vì amip ăn não. Và chuyên gia y tế thì khuyến cáo là loại amip này thì có thể có mặt ở các cơ sở vui chơi giải trí sử dụng nước sông, hồ, có nước ấm hay là nước suối nóng. Bệnh thường xảy ra vào các tháng mùa nóng từ tháng 6 đến tháng 9 và cách phòng chắc chắn nhất là hạn chế hoặc là không có các hoạt động liên quan tới nước ấm, nước nóng trong tự nhiên như là chúng ta lặn ngụp ở trong nước hay là hít nước không được tiệt trùng vào trong mũi. Và khi bơi lội hay lặn xuống nước thì cách tốt nhất là chúng ta nên bịt mũi lại hoặc dùng kẹp kẹp vào mũi. Sau khi tắm bơi thì nên vệ sinh mũi sạch sẽ, sử dụng dung dịch sát khuẩn đường mũi, họng để xịt và rửa mũi. Theo thông tin vừa được hãng tin RT của Nga đăng tải, sau 4 năm lên cầm quyền kể từ năm 2012, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng khoảng 40 kg. Theo những thông tin từ tình báo Hàn Quốc, lúc lên cầm quyền, ông Kim Jong-un chỉ nặng khoảng 90 kg. Nhưng sau 4 năm, cân nặng của ông đã tăng lên đáng kể và đạt tới mốc là khoảng 130 kg. Lee Cheol-woo, nghệ sĩ đảng cầm quyền tại Hàn Quốc cho rằng chính chứng bệnh mất ngủ và hoang tưởng đã dẫn đến tình trạng tăng cân khó kiểm soát này của Kim. Theo nghị sĩ Lee, ông Kim Jong-un luôn lo ngại về vấn đề an toàn của bản thân và khả năng bị sát hại kể từ khi lên nắm quyền. Đồng thời, nghị sĩ Lee cho rằng thói quen ăn uống và nhậu nhẹt quá độ cũng là nguyên nhân dẫn đến những mối đe dọa cho sức khỏe của vị lãnh đạo này. Ngoài việc bị béo phì, thì ông Kim Jong-un cũng được nhìn thấy thường xuyên cầm điếu thuốc lá trên tay trong lúc thị sát các nhà máy, công trình xây dựng và nông trại. Thế giới có khá nhiều môn thể thao kỳ lạ, nhưng mà có lẽ không môn thể thao nào có tính lứa đôi cao như là môn cõng vợ vượt chướng ngại vật. Môn này thì đã trở thành một hoạt động thể thao được yêu thích tại Phần Lan bởi tính vui nhộn và hài hước của nó. Và không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, giải vô địch cõng vợ được tổ chức hàng năm tại Phần Lan còn được xem như là một dịp để các cặp đôi hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Mỗi năm cứ vào dịp đầu tháng 7 thì thị trấn nhỏ Sonkajärvi của Phần Lan lại trở nên đông đúc và náo nhiệt với cuộc thi cõng vợ vượt chướng ngại vật nổi tiếng. Năm nay thì giải đấu thu hút tới 50 cặp vợ chồng đến từ 12 quốc gia trên thế giới tham gia. Tại cuộc thi, các ông chồng sẽ phải cõng vợ mình vượt qua quãng đường dài 250m với nhiều chướng ngại vật. Về đích sau thời gian 1 phút 2 giây 78 thì cặp vợ chồng người Nga Dmitry Sagan và Anastasia Lojinova đã xuất sắc đánh bại các đối thủ khác và giành được chiếc cúp vô địch của cuộc thi năm nay. Mỗi đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến khi chập chững biết bò, biết đi và lớn hơn một chút thì dường như đều gắn liền với nôi hay là giường cũi của mình. Đó có thể coi là một không gian nhỏ dành riêng cho mỗi bé để có thể nghỉ ngơi, để vui chơi một cách thoải mái nhất. Và nhằm mang tới cho những đứa trẻ một không gian an toàn tuyệt vời nhất thì công ty Nest của Mỹ đã vừa đưa ra ý tưởng giường cũi thông minh với nhiều chức năng hữu ích, trong đó có chức năng gửi thông báo cho bố mẹ khi mà trẻ thức giấc. Theo những nhà quản lý của dự án công ty Nest thì giường cũi thông minh được trang bị những cảm biến nhận biết nhiệt độ phòng thích hợp cho trẻ. Theo đó, nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp thì nó sẽ gửi thông báo cho bố mẹ trẻ để họ điều chỉnh. Không chỉ vậy thì những cảm biến còn giúp phát hiện và thông báo về tình trạng sức khỏe của trẻ như là cảm cúm hay là ho sốt. Ngoài ra thì các cảm biến sẽ gửi thông báo đến điện thoại cho các phụ huynh khi trẻ thức giấc. Thậm chí chiếc cũi này còn có thể biết được khi nào trẻ đói và cần được cho ăn. Bên cạnh đó thì chiếc giường cũi thông minh còn được gắn một camera để theo dõi sức khỏe và giấc ngủ của bé vào ban đêm. Những nhà thiết kế còn cài đặt một thuật toán giúp tìm hiểu nguyên nhân mà trẻ hay quấy khóc. Theo đó thì một hệ thống đồ chơi và trò chơi sẽ được kích hoạt để cho trẻ thôi khóc. Một chiếc micro và loa cũng được tích hợp trong chiếc cũi thông minh này để mang tới cho trẻ những bản nhạc yêu thích hoặc là những bài hát ru. Hiện công ty Nest đã xin được bằng sáng chế cho ý tưởng độc đáo của mình và dự kiến sản phẩm sẽ sớm được sản xuất và tung ra thị trường. Thưa quý vị, cần cù, chịu thương, chịu khó vốn là những tính từ được dùng để nói về người Việt Nam từ xưa đến nay. Dù rằng không có những con số cụ thể để minh chứng cho những đức tính đó, nhưng thực tế là người Việt Nam đang ngày càng tiết kiệm hơn, thậm chí còn được xem là tiết kiệm nhất thế giới. Báo cáo của công ty thông tin và đo lường Nielsen được công bố hồi cuối tháng 5 vừa qua cho thấy một con số rất lạc quan, rằng 78% người Việt có xu hướng tiết kiệm khi có tiền nhàn rỗi. Tỷ lệ này đang đứng đầu trong hàng trăm nước được khảo sát. Việc các gia đình kinh tế ngày một dư giả là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chính phủ diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc phát hiện những đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ hay là các vụ bê bối bán hàng đa cấp, tín dụng đen khiến ông hết sức lo lắng về khối tiền mặt lớn ở trong dân. Sự lo lắng đó có cần thiết hay không? Và có thì các gia đình có tiền dư giả tốt nhất nên đầu tư vào đâu cho an toàn và hiệu quả? Chuyện tối nay xin bàn về chủ đề này với sự tham gia của khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Chí Long. Cảm ơn tiến sĩ Ngô Chí Long đã dành thời gian theo chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước hết xin mời tiến sĩ Ngô Chí Long cùng với quý vị khán giả hãy cùng đến với một vài con số sau đây. 500 tấn là số lượng vàng trong dân hiện nay. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam mới đây đã kiến nghị thành lập Sở Giao dịch Vàng Quốc gia để có thể huy động được lượng vàng này cho lưu thông. 45.000 là số người đã tham gia vào mạng lưới đa cấp liên kết Việt. Chỉ riêng hệ thống này đã lừa đảo được gần 2.000 tỷ đồng. 7.600 tỷ đồng là số tiền trong hai đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng của Bộ Công an và Công an hai địa phương Hải Phòng, Hải Dương vừa triệt phá hồi đầu tháng 6 vừa qua. 1.000 tỷ đồng là số tiền lưu thông chỉ trong các hoạt động cá độ chỉ riêng trong đợt Euro 2016. 4.900 là số vụ liên quan đến tín dụng đen vừa được phát hiện và xử lý năm 2010 đến nay. Đặc điểm cơ bản của tín dụng đen là cho vay với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 3 đến 9 lần, cá biệt có trường hợp cao hơn gấp 10 đến 20 lần. 5.000 là số vụ xâm hại tài sản, bao gồm trộm cắp, cướp giật xảy ra tại riêng thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015. Vâng, thưa tiến sĩ Ngô Chí Long, là sau khi xem xong phóng sự vừa rồi thì nhiều người sẽ nói rằng có lẽ chúng tôi
mở ra một bức tranh quá là u ám, và cuộc sống trên thực tế thì đâu đến nỗi mà nhiều màu xám đến như vậy. Tuy nhiên là thực tế thì chính Bộ trưởng Bộ Công an cũng từng lo lắng về những vấn đề này. Là một chuyên gia về tài chính và ngân hàng thì ông hẳn là hiểu được nỗi lo lắng này. Tôi thấy vừa qua thì theo cái báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công an thì cái tệ nạn xã hội đang có xu hướng là gia tăng. Ví dụ như là nạn cá độ bóng đá chúng ta biết là hàng ngàn tỷ đồng, hay là cái vụ bê bối về bán hàng đa cấp, hay là ví dụ như tín dụng đen cũng lên hàng ngàn tỷ đồng. Ngoài ra có một số những vấn đề khác nữa. Thì đây là một thực trạng đáng báo động. Những tệ nạn xã hội thì thường thường nó sẽ gây lên những cái sự bất ổn của xã hội. Cho nên chính vì vậy, cái sự lo lắng của Bộ trưởng Công an với cái chức năng là quản lý trật tự xã hội thì hoàn toàn là có căn cứ và có cơ sở. Vâng. Hiện nay các gia đình mà có một chút tiền dư giả thì thường ngày nay chắc là không có ai là tích thật nhiều tiền mặt và cất ở trong hòm trong tủ nhà mình nữa, mà mọi người đều lựa chọn một kênh đầu tư nào đó, có thể là gửi tiết kiệm, mua vàng hay là đầu tư bất động sản. Vậy thì theo ông thì ông có tư vấn gì để giúp cho họ? Tôi thấy chúng ta biết là trong kinh tế thị trường ấy thì một cái ngàn ngữ, một cái câu lý thuyết người ta thường nói đấy, tiền trong nhà phải để cho chửa và ra ngoài cửa phải đẻ, đấy là một cái phương án tối ưu nhất. Hay nói là phải biết lựa chọn cái chi phí cơ hội, có nghĩa là chọn xem cái việc cất giữ hoặc việc đầu tư vào đâu là có lợi nhất. Thế chúng ta biết rằng hiện nay trong nền kinh tế thị trường ấy thì cũng như trong nền kinh tế nước ta thì theo cái cơ chế thị trường có rất nhiều kênh đầu tư, ví dụ như là tiết kiệm, chứng khoán, vàng, đô la, ngoại tệ, hay là việc đầu tư vào kinh doanh sản xuất. Hay nói một cái khác là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp là gì? Tự anh mở những cái hoạt động kinh doanh sản xuất. Đầu tư gián tiếp là gì? Thông qua một cái khâu trung gian khác, ví dụ như là chứng khoán. Thế thì theo một cái nguyên lý của kinh tế thị trường ấy, đầu tư vào đâu ấy thì khả năng sinh lời lớn ấy thì cái rủi ro rất là cao. Mà đầu tư vào những nơi nào mà cái lợi nhuận, cái khả năng sinh lời trung bình thì mức độ an toàn trung bình. Còn đầu tư vào lĩnh vực nào và nơi nào mà cái lợi nhuận tương đối là thấp ấy, thì mức độ rủi ro và an toàn cao. Cho nên là tùy từng đối tượng, tùy từng người một mà có những cái cách suy nghĩ và cách đầu tư cho nó đúng. Có nghĩa là phải biết chi phí cơ hội, nhưng đồng thời phải biết được cái khả năng vốn vô hình của mình là gì. Có hai loại vốn là vốn hữu hình và vốn vô hình. Vốn vô hình là gì? Là vốn trí tuệ, sự hiểu biết, thông thạo về một lĩnh vực đó. Thì tránh một cái hiện tượng là đầu tư theo bầy đàn, theo phong trào. Chúng ta đã biết đầu tư theo bầy đàn, theo phong trào đã bị sập tiệm rất là lớn. Cho nên có một lượng tiền nhất định ấy, thì luôn luôn phải biết chọn chi phí cơ hội để đầu tư. Có nghĩa là với một số lượng tiền như vậy thì ở đâu có khả năng sinh lời lớn nhất, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo một mức độ an toàn cao nhất. Đấy là tùy từng đối tượng. Vậy thì một câu hỏi riêng tư một chút là như gia đình tiến sĩ thì khoản tiền nhàn rỗi, khoản tiền tiết kiệm thì tiến sĩ đầu tư vào đâu? Theo một nguyên lý mà mọi người đều biết ý, thường thường có một khoản tiền tiết kiệm và nhàn rỗi thì không nên bỏ trứng một giỏ. Là vì bỏ trứng vào một giỏ, người ta nói là cái sự rủi ro rất là lớn. Khi cái giỏ nó vỡ thì hoàn toàn là bị mất toàn bộ. Cho nên đầu tư vào rất nhiều kênh. Thế thì bản thân ví dụ như là khi tôi có một lượng tiền nhất định thì tùy vào sự am hiểu và hiểu biết của tôi mà tôi đầu tư. Ví dụ trong bối cảnh tình hình hiện nay thì ví dụ chúng ta biết là cái thị trường chứng khoán cũng còn tương đối là chưa sôi động, còn lèo uột. Mà khả năng hiểu biết về các chất lượng hoạt động kinh doanh cũng như của các mã số chứng khoán mà tôi mua tôi chưa hiểu biết, cho nên tôi không đầu tư. Hay là ví dụ như là hiện nay cái quan điểm chúng ta là chống đô la hóa và chống vàng hóa. Thì đầu tư vào những cái lĩnh vực này thì hoàn toàn rất là nguy hiểm. Là vì bản thân nhà nước chống đô la hóa và chống vàng hóa thì không nên đầu tư. Thế thì cái hiện nay nếu mà người bình thường nhất ấy thì thường thường là ta nghĩ là cái hay là đầu tư vào bất động sản thì ta thấy là trong những thời kỳ sốt nóng ấy thì ta thấy là cái lợi nhuận tăng lên rất nhanh, nhưng tính cả một quá trình dài ấy, thì cũng lợi nhuận không được là bao. Cho nên với một người mà thông thường mức độ an toàn lớn nhất ấy thì nên gửi vào tiết kiệm là cái kênh tương đối an toàn nhất, nhưng đồng thời cái lợi nhuận tuy là nó thấp nhưng cái sự rủi ro rất là ít. Cho nên bản thân thì phải tùy từng đối tượng. Còn đối với gia đình tôi thì tất nhiên là chọn rất nhiều kênh. Mà kênh là mình hiểu biết, mà trong bối cảnh cái chi phí hội lúc nào tốt nhất thì mình cũng nên đầu tư. Mà một vấn đề hết sức quan trọng nữa là trong quá trình đầu tư thì phải biết xử lý vấn đề gì. Là phải biết cắt lỗ đúng lúc và chốt lời đúng lúc. Hay nói một cái khác như vậy. Chứ tránh cái hiện tượng là tham quá mà dẫn đến một hiện tượng là nghĩ khả năng cái dự báo nó còn sinh lời rất là lớn, nhưng cuối cùng đến một lúc nào đó thì nó bị phá sản. Cho nên quan điểm của cá nhân tôi đấy thì chọn kênh nào là phải hiểu biết và đồng thời phải chọn biết được cái chi phí cơ hội
tốt nhất và đồng thời mình am hiểu cái lĩnh vực đấy nhiều nhất. Vâng, còn lại đối với những người lao động bình thường như tôi chẳng hạn, không am hiểu về sản xuất kinh doanh, không am hiểu về thị trường chứng khoán cũng như bất động sản, thì nếu như có một khoản tiền nhàn rỗi an toàn nhất là nên gửi tiết kiệm, mặc dù là lãi suất của nó rất thấp đúng không ạ? À, thưa tiến sĩ, là liệu rằng là có một cái hạn mức nào đó đối với mỗi khoản đầu tư, ví dụ như là nếu tôi có ít tiền thì tôi chỉ nên đầu tư vào kênh này, và khi tôi có một khoản tiền lớn hơn thì tôi mới nên đầu tư vào kênh kia hay không? Theo tôi nghĩ thì không căn cứ vào cái quy mô lượng tiền. Tất nhiên cũng có những lĩnh vực đầu tư, ví dụ như bất động sản ấy, thì ít nhất anh phải có một lượng tiền nào đó thì mới khả năng đầu tư vào đó được. Hay là ví dụ còn đối với tiền tiết kiệm hoặc đối với đầu tư, ví dụ như là những kênh khác ấy, thì có thể là tùy theo cái lượng tiền của anh có. Nhưng mà một vấn đề quan trọng nhất ấy là phải tính toán cân nhắc làm sao là dù ít hay nhiều tiền ấy, phải biết được cái cơ hội, chi phí cơ hội. Tôi dùng một cái hình ảnh thế này để chúng ta dễ nhận thấy. Một ông bác sĩ khám bệnh rất là giỏi, nhưng đồng thời đánh máy cũng rất là cừ. Mà một giờ đánh máy của ông chỉ 10 đô la, trong khi đó một giờ khám bệnh của ông là 100 đô la, thì chắc chắn không bao giờ ông lại đi đánh máy để ông bỏ cái nghề khám của ông, cho nên ông sẽ thuê một người chuyên môn hóa. Mà trả chi phí dù 20 đô la một giờ thì vẫn còn hiệu quả hơn. Cho nên một lời khuyên tốt nhất đối với người đầu tư trong kinh tế thị trường, có nghĩa là tiền không nên để đáy hòm, nằm chết. Tiền đấy là tiền chết, không sinh lời. Mà tiền đó phải làm sao có khả năng sinh lời. Có hay nói dùng một hình ảnh bà con ta là phải nó có chửa ra ngoài cửa, nó phải đẻ có cái sinh lời lớn. Là vì có sinh lời thì mới có phát triển. Mà có phát triển thì ai về có thịnh vượng. Cho nên trong cái quá trình mà đầu tư cũng như tính toán ấy, thì không căn cứ vào số lượng tiền nhiều hay tiền ít, mà căn cứ vào sự hiểu biết của anh và sự tính toán của anh để anh đầu tư vào đâu có hiệu quả nhất, có lợi nhất. Vâng, tiến sĩ cũng như là rất là nhiều chuyên gia về tài chính ngân hàng khi mà đưa ra lời khuyên cho người dân là có tiền dôi dư nên làm gì thì thường hay nói rằng là hoặc là gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó mà mình am hiểu, chứ không nên là tiến sĩ vừa nói là nên để tiền chết ở đáy hòm. Tôi biết là thực tế trên thế giới cũng có những cái trường hợp người ta để tiền nhiều quá đến mức mà để mối mọt nó sông và cuối cùng là bỏ tiền đi. Nhưng mà cái việc lời khuyên này thì nó có mâu thuẫn gì với cái quan điểm, những cái tâm lý chung của người Việt Nam từ xưa đến nay, đó là đồng tiền phải đi liền khúc ruột không ạ? Ta thấy thường thường trong cơ chế thị trường ấy thì như chúng ta biết thì hiện nay là sắp tới người ta sẽ sử dụng không dùng tiền mặt, đúng không? Mà đồng tiền liền khúc ruột là theo quan điểm cổ xưa. Có nghĩa là liền khúc ruột có nghĩa là cái đồng tiền đó anh vẫn có khả năng quản lý được. Thực chất anh để ở nhà hay anh để một nơi nào đó mà mức độ địa chỉ tin cậy mà tính pháp lý nó đảm bảo thì thực chất là cũng là liền khúc ruột. Cho nên chúng ta chớ có theo cái quan điểm cách tư duy cũ là đồng tiền luôn luôn phải liền khúc ruột, có nghĩa luôn luôn phải gắn bên mình. Thế thì hiện nay chúng ta biết là cái phương châm của thế giới, xu hướng thế giới là không dùng tiền mặt. Thụy Điển sắp tới và đến năm 2021 sẽ bỏ toàn bộ, hay là Đan Mạch. Thế thì người ta không bao giờ người ta mang theo tiền mặt, mà người ta mang theo những cái thẻ, người ta mở những tài khoản, người ta để tiền với đó. Thực chất nó cũng liên với chúng ta là vì có pháp lý là bảo vệ. Cho nên nên có một tư duy đổi mới là tư duy của cơ chế thị trường. Vâng, tiến sĩ vừa nói rằng là chúng ta sẽ hạn chế việc sử dụng tiền mặt, có nghĩa là thanh toán, ví dụ trả lương thì sẽ qua tài khoản này, thanh toán thì cũng bằng thẻ. Nhưng mà thực tế cũng là một tâm lý cũng khá phổ biến hiện nay nha. Nhiều người chỉ đơn cử cái việc mà chúng ta nhận lương bằng qua tài khoản thôi. Tôi đi rút tiền thì đã mất thời gian, là nhiều khi lại gặp trục trặc, chưa kể lại thỉnh thoảng phải mất phí, nên họ rất là ngại và họ không thích nhận lương một cái là về rút hết tiền ra tiêu hoặc là để ở nhà. Ông nghĩ sao? Thế thì chúng ta biết rằng cái xu thế của thế giới nói chung ấy là cái kinh tế tiền mặt người ta sẽ dần dần ta loại bỏ, là vì bởi kinh tế tiền mặt thì có rất nhiều những cái khuyết tật. Thứ nhất là nguyên cái chuyện mà để in ấn cái lượng tiền phát hành ấy thì tốn kém rất là lớn. Nhưng chúng ta biết là vừa rồi cái ngân hàng nhà nước có in một cái loại tiền để làm lưu niệm ấy, chi phí tốn rất là lớn, cho nên là dùng tiền mặt người ta sẽ hạn chế. Vấn đề thứ hai, nếu mà dùng tiền mặt ấy mà nó sẽ có tác dụng là kinh tế ngầm sẽ phát triển rất là mạnh. Cái thứ ba là những cái hoạt động bất chính của cái kinh tế ngầm đối với dùng tiền mặt rất là lớn. Cái thứ tư nữa là nếu dùng tiền mặt ấy thì thực tế là cũng không an toàn. Ví dụ như là khi hồi tôi qua Mỹ mà tôi mang theo tiền mặt, mà tôi cầm 1.000 đô la mà tôi xòe ra trước cửa hàng, thì mấy anh bạn tôi bảo quá nguy hiểm, là vì bên này không có, và những cái tội đồ mà nó nhìn thấy là có thể sẵn sàng nó chấn áp ngay. Cho nên thường thường là người ta không dùng tiền mặt. Thế thì trong thực tế hiện nay là người ta mở tài khoản hoặc dùng sử dụng qua thẻ. Nhưng mà thực tế có một cái sự mà hiện nay là nó có gây cái sự phân tâm, sự bức xúc cho người ta là cái phí quá lớn, cho nên mỗi một lần rút thì là phải tiền mặt, hoặc thậm chí cái chất lượng phục vụ của các cây rút tiền và các thẻ thì rất là phức tạp, mà thậm chí là nhiều khi là không có tiền, cho nên từ cái đó gây một cái sự phân tâm, sự không đồng tình đối với người tiêu dùng. Cho nên thường thường người ta thích dùng tiền mặt. Mà mặc dù chủ trương của chính phủ cũng đã có nghị quyết là sẽ hạn chế sử dụng tiền mặt, cho nên thông qua cái việc ví dụ trước kia là quy định là anh thanh toán mua một cái gì thì quá bao nhiêu tiền
tiền mặt quá 30 triệu là không được, hoặc rút xuống là chỉ được thanh toán tiền mặt dưới 20 triệu thôi. Thế cho nên trong cái xu hướng hiện nay thì tôi nghĩ là của thế giới nói chung và của một nền kinh tế hiện đại đấy, là người ta sử dụng, là hạn chế sử dụng tiền mặt và tiến tới sử dụng không dùng tiền mặt qua những thẻ, qua tài khoản. Thì cái còn vâng, tất nhiên trước mắt có những cái bất cập của nó thì tôi nghĩ là cái cơ quan ngân hàng phải khắc phục. Thưa tiến sĩ Ngô Chí Long, là quay trở lại câu chuyện lúc đầu của chúng ta về khoản tiền nhàn rỗi, khoản tiền tiết kiệm trong gia đình, thì tiến sĩ có một lời khuyên nào cho các gia đình một cách rất ngắn gọn là ở trong gia đình thì người chồng hay là người vợ giữ tiền thì sẽ hiệu quả kinh tế cao hơn? Tôi thấy là hiện nay thì nếu nói có mấy khoản tiền thì vợ hay chồng nên giữ thì tùy quan điểm. Ví dụ phong tục tập quán truyền thống của chúng ta là thường thường là phụ nữ. Nhưng mà với cá nhân của tôi thì tôi nghĩ là đã là thuận vợ thuận chồng thì biến đâu tất cả. Cái tiền thì chia làm hai khoản. Một khoản sử dụng hàng ngày thì nên để cho người phụ nữ có chức năng nội trợ, lo toan người ta giữ. Còn một số tiền lớn thì đó là từng tiền chung thì hai người cùng quan tâm và cùng cất giữ. Có nghĩa là mỗi một lần đầu tư, mỗi một lần đầu tư vào đâu thì cũng nên bàn bạc, cho nên chia làm hai khoản rõ ràng như vậy. Vâng, như vậy là muốn kinh tế gia đình vững mạnh thì luôn cần phải có sự chung tay góp sức của cả vợ lẫn chồng. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Ngô Chí Long về những chia sẻ trong chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và hy vọng là thông qua những lời khuyên, những chia sẻ của tiến sĩ Ngô Chí Long thì quý vị cũng đã tự có được câu trả lời cho mình, đó là có tiền nhàn rỗi thì nên cất giữ ở đâu. Và thời lượng của Chào Buổi Tối ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.